đậu đây. Giờ bé Phụng năn nỉ chị Mai đừng cho ba nó ở nè, sợ ba nó không nhà không cửa cả nhà. Kinh luôn hả, giờ con khóc nãy giờ đó chị Mai, hãy vậy buồn khóc nãy giờ đó, kinh nãy giờ kinh không được đó chị Mai ơi, chị Mai cảm ơn chị Mai ơi. Giờ ba Phụng không nhà không cửa đó nghe, ba Phụng nghe là nhỏ rủ khóc kìa chị Mai ơi, chị Mai không cảm nhận chị Mai ơi. Vừa ba hút cân đi theo con quỷ đó, con quỷ yêu tinh tinh đó, con quỷ tinh tinh đó. À, vợ chồng tha cho đã rồi, bây giờ lên mạng nó xấu người ta. Để rồi đấy em, kìa, dạ, kìa, đấy em dạ. Kẻ quyết được. Hai bị cày điện khôi á, hai chị, hai bị cày điện khôi á. Em biết mà, hai bị cày điện khôi hai chị. Rồi ba Hồng đi ra khỏi nhà đó. Có gì tiền không? Ừ, ba Hồng mặn nhiêu lấy tiền hết đuổi đi đó, thấy không? Chị nói em biết mà, chị nói em biết mà, chị nói em hiểu hả? Làm sao còn vợ con mà đúng không? Bây giờ không biết sao, bây giờ chị Mai cơ cỡ lên ở lợ cái ở nhà cậu của bây giờ chị đây. Bây giờ ba ngồi ngay quán này luôn rồi chứ ba không có nhà ở rồi. Chị đầy hết chưa rồi, đầy chỗ rồi, không trời trời nó xin cho nhà trọ mãi hả trời ơi, trời trả lợ đây không nể kỳ đó không à, chị không nghe là em hả? Chị mà nghe lời em. Em gái của chị mà. Chị ơi, em gái của chị mà cao chị không? Không có em gái sao? Chị, em gái. Nè, chị thương cái Phụng gì chị cho cái Phụng ở thôi, không có em ở chợ. Em có nhà có cửa là ba em ở đâu chị? Trời ơi, đau lòng chưa? Cỡ lợ đây có ba ở luôn. Có ai nghe chạy không? Hãy đây. Cỡ lợ đây. Bỏ cho ba gân luôn đi. Ờ không được chị ơi. Mấy Phụng hương hơn ba hơn mẹ. Ba kiểu hương ba hơn mẹ. Hương mẹ ba mẹ có ai lạo đó. Có lỡ thiệt luôn á. Không phải gì. Nãy nói sao ở cho có đôi có bạn gì sao không? Em tử thiệt á, em tử thiệt có phải không thử. Có lạo đây. Nãy giờ em nói hết lời rồi nãy. Nhà cái bụng mình nó hết lời rồi, phẩm nói ra nó hết lời luôn rồi. Sao ở lợ đây? Em nói cho cái mẹ hờ, cái ba ở lợ đây. Em nó hết lời luôn rồi, hoa không nói ra nó hết lời luôn rồi đó. Còn nói gì nữa không? Còn hơn nữa. Có, ba nãy giờ, mấy giờ nãy giờ bé bụng, nãy giờ bụng ông nghỉ mẹ luôn á, với ba luôn á. Có ở lợ, có đôi có cặp. Mình nói luôn mà. Tên Long Phụng thì nó nhận rồi, có đôi có cặp, còn tên này đâu có nhận đâu rồi, khỏi có đôi có cặp. Không có giận đâu đi. Thì nhỏ bỏ này để Phụng thử coi, đi Phụng thử thiệt. Em nói là em nói á, con nhỏ ăn kiện cái ba Phụng cái có chuyện không? Con nhỏ này bé Phụng đang nói chuyện với chị Mai nha cả nhà. Đây nè chị Mai nói chuyện bằng điện thoại, chị Mai đây nè. Ờ trời ơi nó khóc quá trời luôn rồi. Ờ ba Hồng không có nhà có cửa, ba Hồng không có nhà không cửa, giờ ba Hồng ở đâu bây giờ? Cái mẹ ở lợ đây, cái mẹ ở lợ đây có đâu có cặp giống như ý Phụng với thằng Long vậy thôi. Đúng rồi. Nó làm ha, nó ngồi đây ha, nó nói ha, nó khóc, bà Tư khóc theo luôn kìa, trời ơi. Khóc quá trời luôn rồi. Mấy em đã giảm mẹ mẹ rồi. Mẹ ơi, bà mẹ không có coi nghỉ luôn rồi. Bây giờ phải ba Hồng ở mẹ là ở lợ đây, có đôi cặp. Rồi nó nói ba đừng đi, đừng theo ngõ, nghe theo ngõ là có chuyện Phụng này đó. Mình nói rồi đó, phải không? Mình nói rồi đó. Ừ, Phụng phải mạnh dạn mới được chứ. Thôi rồi, chị đó. Thế nè, hai chồng mua rồi nè.
hai cặp ngồi luôn nè, hai cặp ngồi luôn nè, hai cơ hai cặp ngồi luôn đó. Đang yên đang lành đúng không, đang ngon là nay nó lạnh tự nhiên bỏ hồng bỏ đi à. Rồi bây giờ cái nó nói à, nó nói à, tại ba nó khờ quá, bị cái bà bị con nhỏ kia con quỷ kia nó dụ để nữa nó xử con quỷ kia. Trời ơi ba nó ba nó cái chán chọt lên tới ốc o mà nó nói ba nó khờ. Nó không đánh lại người ta không mà xử. Không không lạ cả có dao rồi cả. Rồi có dao rồi ha. Có dao dao. Thôi thôi anh không mua hoài à. Thôi phụng. Dao. Dao mình cái. Bây giờ nó bén lắm, nó dị vô rồi cái dao còn chành cái lít tao luôn rồi. Nó cay rồi nè. Nó cay hết lần đó. Cử luôn đó. Chết không kha. Có rồi. Vừa quá. Gia gia đình ta. Không. Chị kéo qua đây nè, không đi. Ủa má, con nhỏ hai lần thử à. Trời ơi trời, banh chành cái lép tôi à. Nó ăn kèn ba hồng đá rồi luôn. Nó lát tớ ti hả? Cao 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 đó. Cao rồi đó. Nè, có bữa cái anh Long không ơi bị Long bị đó đi nữa rồi. Nhờ có mình đó nha, nhờ anh có mình đó. Anh Long tính đá đít đi nữa hả? Nhờ có Phụng hả? Nó đá đít mà ngon mà đá đít nó đi rồi nó đá đít mà lại cho mà coi. Tặng rồi đó. Còn Long Cao. Nhỏ quá đẹp rồi. Thôi nhỏ không theo theo ai. Nó chết nữa. Rồi có gì cho hai cho con nó đi riêng đi mà hai mẹ con mình nó riêng luôn. Thôi ba ở nhà à. Ở đâu nhà con được không? Trời trời công nhận kìa nó sắp xếp kìa. Nó xin không được, bây giờ nó nói cho ba ở đậu nhà con được không? Có hai vợ chồng con ngủ rồi, chỗ đâu ba ngủ mà kêu. Có con cậu nữa. Ở đâu? Chỗ con hay đó. Chỗ con hay. Ba. Chỗ con Kỳ đó phải không? Ba con Kỳ đó. Cho ba con ngủ chỗ con Kỳ nằm hả? Nào, có mà. Cho ba ở chỗ con Kỳ nằm hả? Bó tài luôn chứ. Thương lắm kìa, bây giờ xin ai ở cũng không cho hết trơn. Cái gì vậy? Ngày nay mới mua một cái, đợi chút đi gửi tiền trả. Nè chị. Có không hả? Có mà. Có hay ơi, tức đi khâu căn nhà kỹ đó. Chị hai nhiêu tiền hả chị? Có ở đó. Có giường mới kêu nha, không chạy đi. Nhiêu ạ? 60.000. Năm tóc, năm tóc. Cảm ơn nhiều nha chị. Năm tóc à. Mẹ con khổ lắm mà. Nó. Nãy giờ không lại coi nó khóc. Trời ơi, Phụng nó khóc cái clip này thôi nó đăng lên ngon lành luôn mai ơi. Rồi. Tôi không có cho. Cá lão đi. Không. Cá lão đi. Bây giờ té mẹ. Kệ ổng đi. Cá lão đi. Thôi không có cho mà, cho ổng đi về đi, ổng có nhà bự rồi. Ê rách áo mẹ. Cá lão. Cá lão. Khoan không khoan nó đi trời, để em thôi nó kéo tôi thôi té giờ nè. Cái người đi mà không kéo mọi người ngồi đây tự nhiên kéo tôi là sao trời. Có ba lão. Rồi kìa, mở rồi kìa, buông mẹ ra đi. Buông mẹ ra đi. Ông làm bộ đó, chứ ông về nhà rồi, mẹ cho ông về nhà rồi. Trời ơi, buông ra cái ọt luôn, ông làm bộ đó, mẹ cho ông về nhà rồi. Mẹ cho về nhà rồi. Ông làm bộ con đó. Dạ đây cái xe quay đầu về đây rồi con biết rồi. Mẹ cho về nhà rồi, sắp nhà người ta. Rồi. Ông này thiệt tình trời, nói gì quậy vậy trời. Hồi té tôi giờ nè, buông ra nói về rồi. Ông này nói nó 1 tiếng rồi trời. Qua đây mà ngồi. Ông nói nó 1 tiếng rồi. Hồi nữa ba quay xe lại, buông ra đi, buông ra mẹ, buông ra quay xe ông lại. Đi. Rồi đi ra quay xe lại. Kìa Long nó quay xe lại kìa. Rồi Long quay xe lại kìa, buông ra đi con. Rồi nó quay xe không lại kìa. Rồi buông ra đi.
Trời ơi trời, thôi chắc banh cái bụng của tôi quá. Banh cái bụng luôn, không còn cái gì nữa. Banh xác luôn rồi. Quá đâu? Tối rồi kìa, thôi giờ này mấy giờ rồi, không mấy hai đứa về đi. Tám giờ rưỡi rồi. Giờ này cũng gần 9 giờ rồi. Đi rồi, về đi con. Ở lại không? Ở lại, mời dẫn con bán số. Mời mốt thì bữa nào lấy số đi rồi đi bán. Dẫn con đi Vĩnh Long bán số. Đi ạ, vợ chồng đi bán. Bán với chợ Vĩnh Long. Đây ra chợ Vĩnh Long 3-4 cái chợ, mình tắp về già, bán về về. Hãy dạ coi. Qua ngồi với vợ nữa. Vĩnh Long không? Ơi, bậy bạ. Vĩnh Long không? Hãy dạ coi. Không có ai xỉn là xích đồ chọc. Kể sao? Dạ, kính bơ rồi.